thị trường việc làm đang thay đổi. Những gì chúng ta đang thấy ngày nay rất khác so với những gì chúng ta đã thấy trên thị trường việc làm vào năm 2022. Trở lại năm 2022, việc nghỉ việc trong im lặng diễn ra khắp mọi nơi. Sự từ chức lớn đang diễn ra mạnh mẽ và nhân viên có thể bỏ việc và nhận được mức lương thưởng khổng lồ bằng việc kiếm một công việc mới. Hôm nay, môi trường sẽ rất khác. Nếu bạn im lặng nghỉ việc, bạn có thể sẽ bị sa thải. Mọi người không muốn bỏ việc nữa vì thị trường việc làm không còn mạnh mẽ như trước nữa. Và ngay cả khi bạn nhận được một công việc mới, bạn có thể không thấy mức tăng lương như trước đây. Tôi đã nói rất nhiều về vấn đề này trong nhiều năm qua. Động lực quyền lực giữa người sử dụng lao động và nhân viên đã dịch chuyển trở lại. Một vài năm trước, vào năm 2022, quyền lực nằm trong tay nhân viên. Bạn có nhiều quyền lực hơn vì nhà tuyển dụng cần nhân viên nhiều hơn, nhân viên cần việc làm. Có rất nhiều cơ hội việc làm và không có nhiều người cần việc làm, nên nhà tuyển dụng cũng trở nên tuyệt vọng hơn nhiều. Giờ đây, nhân viên đã có quyền lực. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên The Economic. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 2024, quyền lực đã trở nên đồng đều hơn nhiều, và do đó, động lực quyền lực đã thay đổi. Điều đó thay đổi rất nhiều thứ khi nói đến văn hóa làm việc. Bạn đang thấy nhiều nhà tuyển dụng cảm thấy tự tin hơn trong việc thực hiện các chính sách làm việc mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như quay trở lại văn phòng. Cùng với đó, tốc độ tăng lương đã giảm khá đều đặn. Đó là lý do tại sao trong video này tôi muốn đề cập đến 3 điều. Số 1, tôi muốn đề cập đến tình trạng của thị trường việc làm. Số 2, tôi muốn tìm hiểu về tình trạng tiền lương. Và số 3, tôi muốn tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai của bạn và thị trường việc làm. Hãy bắt đầu bằng cách xem tỷ lệ thất nghiệp. Quay trở lại vào năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Hoa Kỳ là 3,6%. Vào năm 2023, hiện tại, nó cũng là 3,6%. Tại thời điểm chúng tôi quay video này, nó đã tăng lên 4,1%. Mức này trong lịch sử vẫn cực kỳ thấp, nhưng cao hơn một chút so với những năm qua. Điều thú vị về con số thất nghiệp này là khi chúng tôi nhận được báo cáo việc làm gần đây nhất, nó cho kết quả tốt hơn nhiều so với những gì các nhà kinh tế mong đợi. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi quan trọng. Lãi suất tác động như thế nào đến thị trường việc làm và con số thất nghiệp? Chúng ta biết khi lãi suất tăng trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023 đã chứng kiến sự gia tăng số lượng nhân viên bị sa thải. Hiện tại, khi lãi suất giảm, các nhà kinh tế và ngân hàng dự trữ liên bang hy vọng điều này sẽ giúp kích thích thị trường việc làm nhiều hơn nữa. Chúng ta đồng quan điểm rằng lý do lãi suất cao hơn góp phần dẫn đến nhiều người bị sa thải và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất là gánh nặng nợ đối với các tập đoàn. Và thứ hai là doanh số bán hàng chậm hơn mà các tập đoàn nhận thấy. Về gánh nặng nợ, chúng ta biết rằng hầu hết các tập đoàn ở Hoa Kỳ hoặc nhiều tập đoàn đều mắc nợ. Nhiều tập đoàn đã tái cấp vốn cho khoản nợ của họ vào năm 2020 và 2021 khi lãi suất ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Các tập đoàn không nhận được khoản thế chấp có lãi suất cố định trong 30 năm. Họ có thời hạn 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm cho các khoản vay của mình. Vì vậy, vào năm 2024, lần đầu tiên, nhiều tập đoàn bắt đầu thấy những khoản nợ này được điều chỉnh ở mức lãi suất cao hơn nhiều so với mức họ đã điều chỉnh vào năm 2020 hoặc 2021, khi lãi suất ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Điều đó có nghĩa là chi phí kinh doanh của các tập đoàn đang tăng lên, không chỉ vì lạm phát mà còn vì chi phí trả nợ của họ đang tăng. Ngay cả khi doanh nghiệp không thay đổi số nợ, khoản nợ đó sẽ tăng lên khi nó được phục hồi. Phần thứ hai của vấn đề là doanh số bán hàng chậm lại cũng có thể do lãi suất cao hơn. Khi lãi suất tăng, việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn.
chúng ta không chỉ sống trong nền văn hóa tiêu dùng, mà còn sống trong nền văn hóa chi tiêu dựa trên tín dụng. Nghĩa là nền kinh tế của chúng ta hoạt động dựa trên tín dụng, chứ không chỉ dựa vào tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của bạn. Vì vậy, nếu ai đó có 100 đô la trong tài khoản ngân hàng, thì không có nghĩa là họ chỉ có thể chi tiêu 100 đô la. Điều đó có nghĩa là họ có thể chi tiêu 100 đô la cộng với số tiền mà Visa sẽ mang lại cho họ. Khi lãi suất tăng, mọi người sẽ ít ra ngoài và bỏ tiền vào thẻ Visa của họ, và Visa sẽ ít có khả năng gia hạn nhiều tín dụng hơn mức đó. Điều này có nghĩa là khả năng chi tiêu giảm khi lãi suất tăng. Doanh nghiệp cần mọi người tiêu tiền để duy trì doanh số bán hàng của họ. Vì vậy, khi lãi suất tăng, chi phí của doanh nghiệp cũng tăng, vì điều đó có nghĩa là họ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản nợ đó. Doanh thu cũng có thể bị ảnh hưởng hoặc không tăng nhanh vì mọi người và doanh nghiệp không thể chi tiêu mạnh mẽ như trước khi lãi suất thấp hơn. Đó là cách các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khi lãi suất cao hơn và thực sự cần khắc phục điều này. Goldman Sachs đã xuất bản một bài báo trên trang web của họ có tiêu đề "Chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ đang mất đà." Và họ tiếp tục nói rằng tốc độ tăng trưởng chi tiêu đã chậm lại từ trên 3% trong nửa cuối năm ngoái thành một xu hướng tỷ lệ có thể khoảng 2% hiện nay vào năm 2024. Điều đó có nghĩa là khi lãi suất tăng, các doanh nghiệp có thể không dự báo được doanh số bán hàng mạnh mẽ như khi lãi suất giảm, và mọi người có thể ra ngoài và vay nhiều tiền hơn, dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, có rất nhiều doanh nghiệp hy vọng điều ngược lại sẽ xảy ra khi ngân hàng dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất. Trước hết, nó sẽ kích thích chi tiêu, và thứ hai, nó sẽ cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh lại các khoản nợ của mình ở mức lãi suất thấp hơn. Đây là lúc mọi người đang thắc mắc, ngân hàng dự trữ liên bang sẽ tích cực như thế nào khi cắt giảm lãi suất? Khi bạn nhận được những con số cho thấy thị trường việc làm mạnh hơn dự kiến và lạm phát tốt hơn dự kiến, điều đó không mang lại cho ngân hàng dự trữ liên bang nhiều nhiên liệu hoặc đạn dược để tiếp tục cắt giảm lãi suất rất mạnh mẽ. Đây là nơi mà rất nhiều người ở phố Wall và các nhà đầu tư đang chú ý đến những gì ngân hàng dự trữ liên bang làm, vì họ muốn biết họ sẽ quyết liệt đến mức nào khi cắt giảm lãi suất. Điều đó có thể ảnh hưởng đến mức độ đắt đỏ của khoản nợ đối với các tập đoàn. Và thứ hai là doanh số bán hàng trong tương lai của các tập đoàn đó sẽ như thế nào. Điều này đưa đến tình trạng lương ở Mỹ hiện nay. Lương đã tăng trên diện rộng từ năm 2019 đến năm 2024. Nhưng điều đó không mang lại bức tranh toàn cảnh. Điều bạn muốn chú ý là mức lương của chúng ta đang tăng nhanh như thế nào so với giá cả mọi thứ. Chúng ta đã thấy lạm phát tăng cao hơn mức lương vào đầu năm 2024. Nhưng sau đó vào đầu năm 2024, cuối cùng chúng ta cũng nhận được tin tốt rằng tăng trưởng tiền lương đang vượt xa lạm phát. Điều đó khiến nhiều người rất phấn khích. Nhưng khi thu nhỏ lại, bạn sẽ thấy giai đoạn lớn khi lạm phát vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền lương. Và bây giờ tốc độ tăng trưởng tiền lương đang vượt xa lạm phát. Điều đó đã bù đắp cho khoảng cách lớn khi lạm phát vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền lương. Vì vậy, hãy đi sâu vào các con số từ năm 2019 đến năm 2024. Con số lạm phát được báo cáo trong 5 năm này chỉ hơn 23%. Tôi đang làm tròn số liệu lạm phát trong cùng khoảng thời gian đó. Thu nhập hộ gia đình tăng từ khoảng 68.000 đến 69.000 một năm lên mức ước tính 81.000 đô la một năm, tức là mức tăng trưởng chỉ dưới 18%. Tôi đang làm tròn ở đây. Giá bán trung bình một ngôi nhà ở Mỹ tăng từ khoảng 258.000 USD lên 433.000 USD, tăng khoảng 6-7%. Giá ô tô mới trung bình bán ở Mỹ tăng từ khoảng 38.000 USD vào năm 2010 vào năm 2019 lên chỉ dưới 48.000 USD vào năm 2024,
tăng khoảng 24%. Điều đó có nghĩa là từ năm năm 2019 đến năm 2024, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng về thu nhập hộ gia đình dự kiến. Tôi nói là dự kiến vì chúng ta không biết thu nhập thực tế của hộ gia đình ở Mỹ, nhưng chúng ta sẽ biết điều đó vào năm 2025. Nhưng mức tăng trưởng thu nhập hộ gia đình dự kiến là khoảng 18%, trong khi mức tăng lạm phát được báo cáo hiện nay là khoảng 23%. Tất nhiên, lạm phát thực tế mà nhiều người Mỹ cảm thấy thực sự cao hơn thế. Nhưng ngay cả con số lạm phát được báo cáo cũng cao hơn mức tăng thu nhập hộ gia đình. Mức tăng thu nhập hộ gia đình cũng không theo kịp với sự tăng trưởng của chi phí nhà ở, không theo kịp tốc độ tăng trưởng của chi phí ô tô. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào sự gia tăng chi phí đại học, giá đại học cũng đã tăng khoảng 30%, hơn 30% một chút trong khoảng thời gian 5 năm này. Nhưng bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với câu hỏi hóc búa thú vị này. Khi tỷ lệ lạm phát giảm, thì tốc độ tăng trưởng tiền lương cũng giảm. Hãy nhìn vào biểu đồ này. Đây là biểu đồ từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho thấy mức tăng trưởng tiền lương ở Mỹ. Bạn có thể thấy sự suy giảm khá ổn định về tăng trưởng tiền lương kể từ năm 2022. Tất nhiên, chúng ta đã đề cập đến tất cả những điều này trong phần tóm tắt thị trường, bản tin tài chính miễn phí của tôi. Nếu bạn chưa tham gia, tôi có liên kết dành cho bạn trong phần mô tả. Nhưng đây là nơi tôi muốn thảo luận về ba điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của nền kinh tế. Điều chúng ta đã thấy không chỉ trong 5 năm qua, mà trong nhiều thập kỷ qua, là chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng về thu nhập. Nhưng mức tăng trưởng của thu nhập không theo kịp tốc độ tăng trưởng về lạm phát. Sự gia tăng lạm phát cũng không theo kịp sự tăng trưởng của giá tài sản. Ý tôi là giá tài sản. Tôi nói về những thứ như giá cổ phiếu và giá nhà đất. Tôi không nói giá cổ phiếu luôn tăng, không nói giá nhà luôn tăng. Chúng ta thấy thị trường sụp đổ, thấy giá tài sản sụt giảm, thấy suy thoái. Nhưng bất chấp điều đó, về lâu dài, điều chúng ta thấy là thu nhập không theo kịp lạm phát và lạm phát không theo kịp tốc độ tăng trưởng tài sản. Giá cả vì lạm phát mang lại lợi ích không tương xứng cho giá tài sản và nhà đầu tư hơn là mang lại lợi ích cho thu nhập. Hiện tại, có một số ngành đã chứng kiến sự bùng nổ thu nhập lớn hơn những ngành khác. Nhưng điều tôi muốn bạn hiểu là xu hướng này, ngay cả khi lạm phát giảm, không nhất thiết sẽ tiếp tục. Chúng ta biết rằng giữa những năm 1970 và ngày nay, giá trị của đồng đô la đã giảm so với mức mà 100 đô la có thể mua được. Đúng là thu nhập đã tăng, nhưng chúng không tăng đủ nhanh để theo kịp sự tăng trưởng của chi phí sinh hoạt và sự tăng trưởng của mức sống. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thực sự muốn có thể tạo dựng sự giàu có, vâng, thật tuyệt khi có thu nhập tốt, nhưng điều quan trọng là phải chuyển thu nhập này thành tài sản. Bây giờ, bạn có thể nói rằng tốt thôi, vẫn còn lo lắng về một suy thoái kinh tế, vẫn còn lo lắng về giá thị trường và giá tài sản, và điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường sụp đổ. Ổn thôi, nhưng sự cố thị trường đã xảy ra trong quá khứ và chúng sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Điều chúng tôi biết là nếu bạn tiếp tục mua tài sản tốt, thì rất có thể nếu nền kinh tế tiếp tục phát triển, bạn sẽ có thể tiếp tục thấy sự tăng trưởng về giá tài sản sẽ vượt xa mức tăng trưởng về thu nhập. Không có gì sai khi làm một công việc. Không có gì sai khi thấy thu nhập tăng lên, nhưng nếu bạn thực sự muốn trở thành có thể tạo dựng sự giàu có và đứng về phía bên phải của nền kinh tế, bạn phải là nhà đầu tư. Vì giá tài sản trong lịch sử đã tăng nhanh hơn tỷ lệ thu nhập. Nếu bạn muốn tạo dựng sự giàu có, bạn phải là chủ sở hữu tài sản, nghĩa là bạn phải là một nhà đầu tư. Chúng ta vừa bước vào giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Dự trữ Liên bang hiện đang cắt giảm lãi suất. Canada đang cắt giảm lãi suất, Trung Quốc hiện đang cắt giảm lãi suất và các quốc gia trên khắp châu Âu cũng đang cắt giảm lãi suất. Chúng tôi cũng đã thấy một số quốc gia ở phía bên kia.
Bây giờ hãy bắt đầu tự bảo vệ mình trước bất kỳ loại bất ổn kinh tế tiềm ẩn. Tôi xin kết thúc chuyên mục giải ảo kinh tế của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Economic. Hãy ghi danh vào Nghĩa Economic nếu quý vị và các bạn thấy thông tin hữu ích. Xin cảm tạ.